Lời đầu Trâm xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em cho đối chuyện miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 12 tháng 11, em xin lại giới thiệu tiếp đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Pioneer với model của nó là PDZ-D7. Chiếc đầu này được sản xuất năm 1998 với giá xuất xưởng của nó là 124.000 yên. Nó tương đương với khoảng độ 29 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Chiếc đầu này thì sở hữu xe ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó 38,5 cm. Nó nặng là 5,4 kg. Mặt được sơn màu vàng này là màu vàng cát, rất là đẹp và sang trọng. Thiết kế cửa đi ở giữa rất là cân đối, đồng hồ quát hiển thị là sáng và trong vắt các bạn. Mặt kính nó rất là đẹp luôn. Đấy. Chiếc đầu này thì chức năng của nó là đọc đĩa CD, ghi đĩa CD và giải mã mạng 0124 bit qua đường cổng quang, qua đường cổng cô xoan và chuyển đổi thanh qua đường analog, có 3 đường vào và 3 đường ra để cho các bác kết nối với điện thoại bên ngoài. Chiếc đầu này thì đọc tốt đĩa lòng xanh, là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng và đĩa lòng trắng nhé. Đấy. Đầu đọc không cái nghĩa, nhưng không có nghĩa là các bác cứ bắt nó đọc những cái đĩa xấu cũ nhé. Đấy, các bác lưu giúp em nhé, nó không cái đĩa là gì, nó đọc tốt đĩa lòng xanh và đĩa lòng trắng và đĩa lòng vàng, nhưng không có nghĩa là nó phải đọc những cái đĩa xấu xước cũ nhé. Đấy. Các bác mà chơi đầu CD mà các bác bắt nó đọc những cái đĩa cũ mốc gọi là xấu thì tốt nhất là thôi, mình không chơi nhé. Rồi về phần ngoại hình thì em quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần ngoại hình thì cái góc bên này thì nó hơi bay chút sơn một chút thôi. Đấy, đây có vết xước nhỏ. Đấy. Về bên đây thì có một cái vết xước này. Đấy. Này, hơi mở chữ một chút. Đấy. Cái cạnh này thì hơi bay sơn. Đấy. Còn lại thì khá là đẹp. Đấy. Cạnh trên thì đây nó có chảy sơn một chút. Đấy, lại rất là đẹp. Lắp lưng thì đây có cái này có những vết xước răm nhỏ nhỏ, còn lại thì rất là đẹp. Đấy. Đẹp lưng bên này cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Đây model của nó là PDZ-D7, điện 100V, công suất 16W, xi máy của nó là TBLL0078 13GP. Đấy. Chiếc này thì có nguồn 3 chấu rời. Có một đường analog vào này, in là vào này, out là ra này. Đấy, chân đường mạ vàng có nhá, chân mạ vàng. Một đường cổng quang vào, một đường cổng quang ra, một đường cổng cô xoan vào, một đường cổng cô ra. Các bác lưu ý cứ in là vào, out là ra. Đấy, là out ra. Đấy, phía sau ốc là mộc đồng hết này. Đấy, mộc đồng. Và đây là cái phần nội thất bên trong. Em mở để bác được chiêm ngưỡng ạ. Và đây là phần nội thất bên trong. Nội thất bên trong của chiếc đầu này thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản. Đấy, bạn đọc cũng zin theo máy luôn. Và linh kiện thì toàn linh kiện cao cấp của tụ của Ela, nhìn đấy, chi chít luôn. Đấy, và tụ của Lichicom. Ở tụ này thì mỗi tụ là 3.300 mi, tụ này lên đến là 10.000 mi của Lichicom. Đây bạn tụ eo la. Đấy. Và cái phần âm thanh analog này thì cũng sử dụng con chip Hibis này, âm rất là hay nhé. Đấy. Đây các bác lưu ý cho em này. Đây. Đều vào trong đây, đều qua bộ xử lý cho âm thanh xuất ra các bác nhé. Đây được analog này nhé, chứ không phải là vào đây thông ra nhé, nó đều qua các chip xử lý để quyết định âm thanh tốt lên, điều chỉnh âm thanh lên cái chip xử lý đây. Đấy. Nhiều bác cứ mạnh huệ là nó qua đường analog không phải giải mã, đương nhiên là không phải giải mã, nhưng mà nó cũng qua những con chip xử lý âm thanh để ra chất âm chuẩn để cho bác nghe nhé. Còn đây là phần digital. Đấy, digital. Rất là mới luôn.
Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test phần mắt đọc rồi là các chức năng hoạt động của chế độ này để cho bác được thưởng thức. Thì trước tiên thì em xin test cái phần đọc đĩa CD trước nhé. Phần ghi thì em bao ghi rồi nhé, phần ghi bao ghi rồi. Nên là không phải test mất thời gian lắm. Đây, em sẽ đọc đĩa chép đây. Vì nó là đầu ghi, cho nên là khi nhận đĩa thì nó hơi chậm một chút. Khi bác nhận rồi, chuyển bài rất là nhanh. Các bác lưu ý là khi đưa đĩa vào, đôi khi là vào nó không chuẩn thì các bác cho đĩa lại giúp em. Đấy. Chứ không phải là mắt nó kém hay sao ạ. Đấy. Bởi vì là cái phần khít ấy nó phải khớp vào nhau, cái phần motor đỡ quay của đĩa. Các bác đã nhận đĩa luôn. Rồi, các bác hãy đưa tay phone vào để cùng em thưởng thức. Và em xin giới thiệu em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Số điện thoại ông là 0907 23 269. Em ship hàng đi toàn quốc. Và giá của chiếc độ này em bán với giá là 4,8 triệu đồng. Bao phí ship luôn, khi chuyển đủ tiền. Bạn nào đặt cọc thì tự thân thì ship. Và mua chiếc đầu này thì em tặng kèm một đĩa CD chép để các bác nghe và một cái dây quang để cho các bác kết nối với thiết bị bên ngoài, chẳng hạn là TV hay là thiết bị nào khác qua đường quang. Khi vừa lớn lên tôi.
Đọc cực tốt ạ. Thank you.
Phần đọc đĩa CD hoạt động rất là tốt. Rồi em test cái chức năng giải mã. Giờ chiếc đầu này không cần khiển chúng ta cũng sử dụng được với đầy đủ tính năng. Thì trước tiên đây là cái nút điều chỉnh, đây là đường cô xoan, có thể cô xoan này. Đấy. Đây là đường optical này. Đấy. Đây là đường analog này và đây là đường chỉnh âm lượng, đúng nhá, âm lượng ghi hoặc âm lượng xuất ra qua đường analog cũng nhá. Đấy. Thì các bác đừng vào, các bác sử dụng mã nào thì các bác chuyển về đúng cái mã đấy để nó giải mã, và các bác chỉ ấn nút gì con này thôi thì nó sẽ tự động giải mã cho các bác. Và đây thì em để đường analog một chút, em sẽ chuyển đổi thì trên đây nó sẽ hiện, đúng nhá, nó sẽ hiện báo đèn đấy, nó báo để cho bác thấy. Đây. Nó sẽ bắt chỉnh được không được. Đấy. Nó nhỏ được. Có chỉnh vừa phải thôi là đỡ bớt tiếng nhá. Dài cũng như đêm, trong không gian hẹp như hố sâu đen, khi trăng lên lạnh như tuyết trên non, trong mưa rơi lối trong tối những ưu phiền, lòng nặng nề là trái tim khô. Anh chuyển sang đường cổng quang này. Đời như vắng xa đưa, ôi đơn côi và chăn gối bơ vơ, chợt nghe lên từng lời dễ còn mơ hồ. Bóng thấp thoáng bóng em xa gần, nơi hư vô hơi trong tranh đẹp. Những bước thấp bước cao em đêm, gần bên tôi nhẹ nhàng đi đến. Với mái tóc xõa trên vai gầy và đôi môi như bông hoa dài, với tiếng nói thê thảm mê mài, lời nghe như trong giấc mơ dài. Chuyển sang đường cô xoan này. Rồi tới đêm say, ta yêu nhau tựa chim hót trên cây, như đôi này rừng thu nắng ban mai, như trên nương ngựa non phi vó câu dài, từ đầu ngày rồi suốt đêm thâu ta bên nhau. Vì không muốn xa nhau,
chờ mỗi bước thăm ngăn như sông xa chờ mong những cánh buồm. Đã có lúc thiết tha yêu người lên nhau không ai trong ai đợi, đã có lúc ước mơ lâu dài thì xa nhau là điều dễ tới, đã có lúc cánh tay buông rời và đôi môi như bao khô dài. Những tiếng nói thiết tha đâu rồi để riêng tôi ôm môi u hoài. Đã có lúc thiết tha yêu người lên nhau không ai trong ai đợi, đã có lúc ước mơ lâu dài thì xa nhau là điều dễ tới, đã có lúc cánh tay buông rời và đôi môi như bao khô dài. Những tiếng nói thiết tha đâu rồi để riêng tôi ôm môi u hoài. Bóng thấp thoáng bóng em xa gần nơi hư vô hay trong tranh đẹp, những bước thấp bước cao êm đềm gần bên tôi nhẹ nhàng đi đến, với mái tóc xõa trên vai đầy và đôi môi như bông hoa dài. Vẫn tiếng nói thiết tha mềm mại lại nghe như trong giấc mơ dài. Đã có lúc thiết tha yêu người lên nhau không ai trong ai đợi, đã có lúc ước mơ lâu dài thì xa nhau là điều dễ tới, đã có lúc cánh tay buông rời và đôi môi như hoa khô dài. Những tiếng nói thiết tha đâu rồi để xin tôi ôm môi u hoài. Bóng thấp thoáng bóng em xa gần nơi hư vô hay trong tranh đẹp, những bước thấp bước cao êm đềm gần bên tôi nhẹ nhàng đi đến, với mái tóc xõa trên vai gầy và đôi. Rồi em xin phép được dừng video ở đây. Thì trước đó em bán với giá là 4,8 triệu đồng, em bao với ship toàn quốc cho là chuyển đổi tiền cho em. Bạn nào đặt cọc thì tự thân tiền ship. Số điện thoại của em là 0972 23 269, em ở thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.